Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay tôi lại giới thiệu với cô chú anh chị và các bạn một cái cuốn sách nó nói về thủy pháp trường sinh. Tức là nói về cả âm phần và dương chảnh. Cái bài này nó nói cho âm phần. Đây, người ta giả sử cho ta một cái ngôi mộ mà tọa ở Càn Hợi và hướng ở Tốn Tị. Tức là cái này người ta sẽ quy nó vào song sơn đấy, hai sơn là một để cho khỏi trường sinh cho nó ấy. Bởi vì cái vòng trường sinh, khỏi trường sinh nó là hai, một một sao nó ôm hai sơn, nên là ta hướng hướng ở Tốn hay hướng ở Tị thì nó cũng là một. Đấy. Thì ta hướng ở Tốn Tị thì sẽ tọa ở Càn Hợi. Thì đây người ta giả sử cho ta là tọa ở Càn Hợi này, hướng ở Tốn Tị này. Mà nếu như có thủy khẩu ở Cấn Dần hoặc là Giáp Mão ở bốn sơn này, thủy khẩu đến hoặc đi ở bốn sơn này, nó đều có một cái kết cục là không tốt. Thì người ta giải thích ở trong đây ấy, nếu như thủy xuất ở Cấn Dần là lưu phá kim cục tại phương vị tuyệt. Đấy, tức là thủy mà đi ở Cấn Dần đây này, người ta đang nói đến thủy đi ở Cấn Dần đấy. Không quy tại mộ phố đấy, tức là nó đang đi tại Cấn Dần nên là nó không đi tại mộ, nó không đi ở Quý Sửu là không đi tại mộ. Tức là tình quá nhi kháng, có nghĩa là quá thịnh vượng thành ra đối kháng. Chủ thì có phát người, phát thọ nhưng không phát tiền tài công danh. Đấy. Tức là chỉ có phát người, phát thọ nhưng không phát tiền tài. Công danh thì bất lợi, cùng khổ. Tức là nếu như nó ở cái cục này, kết cục nó như thế này á, thì nó chỉ có sinh người nhưng không sinh tiền, không sinh về công danh. Nếu phương này có thủy lai, tức là thủy lai là thủy đến ấy, tức là có tuyệt thủy hoặc thai thủy, tức là tuyệt thủy và thai thủy là thủy đến ở bốn cái sơn này này, thì chủ hiếm con, sinh con khó nuôi, phong lưu dâm loạn. Đấy, tức là nếu như mà ta tọa ở Tốn Tị này này, à hướng ở Tốn Tị này, tọa ở Càn Hợi này, mà ở bốn cái sơn này, tức là Cấn Dần và Giáp Mão, nó có nước đến nước đi đều là xấu cả. Đấy. Thế thì giả sử như ta đang ở cái cuộc đất này thì ta phải làm sao? Thì ta sẽ xoay xoay hướng. Ở trong đây người ta có mỗi một cái cuộc đất này, người ta có 12 cái giả thuyết để cho chúng ta xoay. Bởi vì nó song sơn nó tạo thành một 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 cuộc như này ấy, thì là 24 sơn thì nó có 12 cái hướng để cho ta xoay. Để cho nó chuyển cái vòng trường sinh đi. Đấy. Nước nó không đi không đến từ tuyệt từ thai nữa. Đấy. Nó vẫn ở Cấn Dần, vẫn ở Giáp Mão, nhưng mà nó khởi trường sinh. Khi mà ta đảo hướng đi, nó sẽ khởi trường sinh khác đi, thì nước nó không đến không đi từ thai từ tuyệt nữa thì nó sẽ sinh ra tốt. Đấy. Bởi ở đây với cái hướng này
Thì khi khởi vòng trường sinh thì nước đến nước đi nó tại thai và tại tuyệt, nên là nó xấu. Thế thì nói về cái luận về thủy cục trường sinh này, thì cái cuốn này nó cho ta tất cả các cái đồ hình, tức là với 12 hướng này, hai sơn là một hướng thì có 12 hướng, và có 12 cái giả sử, cái thủy khẩu đấy, tức là nó có 144 cái giả sử như thế này để cho chúng ta luận, để cho chúng ta luận mà khi chúng ta ở vào cái vùng đất này á, mà ta không chuyển đi chỗ khác được á, thì ta chỉ có cách xoay hướng đấy. Ta xoay hướng đi thì nó sẽ xoay cái vòng trường sinh, thì nó thủy khẩu nó sẽ không ở tuyệt ở thai nữa, thì nó sẽ tốt lên đấy. Tôi chia sẻ cái bài này để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo. Ai có nhu cầu sử dụng cái cuốn sách này thì xin liên hệ với tôi theo số 0986 217 320. Thân ái chào cô chú anh chị và các bạn.